nhau nhỉ? Cũng xò à? Cái này chỗ mới hay không biết nữa. Bữa trưa nhậu, đang anh đang đi làm đi giải đấy. Cầu lông ấy. Không, đi làm công viên sẽ tiếp theo. Không, đi giải quốc tế luôn. Năm nay con gặp được anh thay đổi rồi. Bây giờ mới làm này đấy ạ. Bây giờ mới làm rồi đấy. Ơ, phải xong, xong đấy. Nó đánh được 6 rồi. Đó, cái gì mai đâu gọi nhá. Trình độ nó ngang bằng hết rồi, anh trình lệch như ngoài rồi.